Và trong chuyên mục mỗi ngày một con số ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc đến con số 68%, thưa quý vị. Đây là tỷ lệ người tiêu dùng Việt Nam tiết kiệm tiền thừa theo khảo sát do Nielsen Việt Nam mới công bố. Theo khảo sát toàn cầu về niềm tin người tiêu dùng quý 2 của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, người tiêu dùng Việt Nam và các nước trong khu vực có xu hướng tiết kiệm tiền thừa sau khi đã chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu. Theo khảo sát này, thì Việt Nam có tỷ lệ người tiêu dùng tiết kiệm tiền thừa khá cao là 68%, trong khi đó thì mức trung bình của thế giới là 47%. Ngoài Việt Nam, thì một số nước trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore cũng có tỷ lệ người tiêu dùng tiết kiệm cao hơn so với mức trung bình thế giới. Hãng nghiên cứu này lý giải là nền kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi đã khiến cho niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục suy giảm trong quý 2 năm nay. Kính thưa quý vị, 68% người tiêu dùng Việt Nam tiết kiệm tiền thừa có phải là quá cao khi mà mức trung bình của thế giới cũng chỉ đạt 47%? Như vậy thì việc tiết kiệm của Việt Nam cao như thế là tốt hay xấu? Cái thành phần mà những người nghỉ hưu, những người không còn công việc gì nhiều thì họ có vài trăm ngàn họ gửi vào tiền tiết kiệm thì điều đó là tích cực. Thế nhưng mà nếu có những người mà cái số tiền người ta đủ khả năng để kinh doanh nhưng người ta không kinh doanh mà người ta gửi vào thì đấy lại là một dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế. Nhưng mà có một cái lý là một nước nghèo nhưng mà tỷ lệ tiết kiệm nhiều nhất. Việt Nam thì cơ cấu chúng ta là người dân không có quen bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm y tế, thành ra là toàn bộ tiền nó phải giữ trong ngân hàng, thành ra thấy có tiền nhiều nhưng mà bất cứ một trục trặc nào người dân có thể bị gánh chịu, thậm chí cả gia đình dần họ phải dồn vào. Do đó dần dần chúng ta phải phát triển những định chế tài chính phi ngân hàng, những cơ chế đó sẽ chuyển dần cái tiền gửi tiết kiệm người dân thành ra một cái cơ chế khác và cơ chế đó tiếp tục đưa vào nền kinh tế thì nó huy động sẽ tốt hơn. Như vậy thì nguyên nhân vì sao mà người tiêu dùng Việt Nam lại tiết kiệm tiền thừa thay vì đầu tư sinh lời? Phải chăng người tiêu dùng ngại rủi ro nếu đầu tư trong thời điểm hiện nay? Lạm phát có thể tái lập cao, cái đó họ cũng cảm thấy rất rõ ràng. Đặc biệt là các nhà kinh doanh, các doanh nhân thì họ cảm thấy cái này rất rõ. Còn nhân dân thì họ cảm thấy lờ mờ nhưng mà cho nên họ mới thấy rằng bây giờ ta gửi vào với khoảng 7% vẫn là chắc ăn. Và các ngân hàng bây giờ vẫn có một cái gọi là cái khuyến mãi theo kiểu người ta gọi là cái gì đó lãi suất thăng hoa đấy, mỗi ngày lên chấm có thể lên đến 9%. Tôi xem trên mạng thì tôi thấy là cái loại mà 12 tháng đến 13 tháng có thể vẫn lên đến 9%. Thì cái đó nó vẫn hấp dẫn hơn rất nhiều so với lại bỏ đồng tiền ấy ra để sản xuất trong cái bối cảnh mà cái nền kinh tế của chúng ta hiện nay nó suy giảm như thế này. Rõ ràng là người dân đang sử dụng cái cách thức của nền kinh tế tiểu thủ công nghiệp, tức là dư ra được thì hoặc là trước đây là mua vàng, giấu một hai chỉ, bây giờ là gửi tiết kiệm thì cái đó vẫn là một cái cơ chế của nền kinh tế tiểu thủ công nghiệp. Còn nền kinh tế hiện đại thì họ đã mua các kênh bảo hiểm, do đó họ không có tiền nhưng mà thật ra tất cả họ đã chuyển qua những cái để mà bảo hiểm cuộc sống hiện tại cũng như về lâu dài của họ.